Dù giá thịt heo hơi đã tăng nhẹ, tuy nhiên, nhiều người chăn nuôi có tâm lý sợ thua lỗ, chưa dám tái đàn. Nguyên nhân một phần được cho là vì giá thức ăn chăn nuôi từ đầu năm đến nay vẫn tăng phi mã. Hơn nữa, giá lợn giống cũng đang ở mức cao từ 180 đến 250.000 đồng trên 1 kg. Cho mới cách đây một nửa năm có tăng với 30% gì đấy. Từ năm ngoái tăng một vài giờ tăng gần gấp rưỡi đấy. Ngày xưa là hơn 200. Covid-19 bùng phát trở lại khiến một loạt chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Trong khi đó, 90% nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở nước ta phụ thuộc vào nguyên liệu nước ngoài. Hơn nữa, khâu vận chuyển trong nước cũng gặp nhiều khó khăn kể từ đợt bùng dịch thứ tư trong nước khiến giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Những cái thời gian này nó kéo dài mà ta không có một cái giải pháp phù hợp thì cái việc tái đàn cũng rất khó khăn và sắp tới đây sẽ dẫn đến cái việc mà nó sẽ mất cân đối giữa cung với cầu. Trong chăn nuôi tận dụng tối đa cái nguồn nguyên vật liệu làm thức ăn trong nước, kể cả tái đàn hay là đang duy trì cái sản xuất thì cũng đòi hỏi phải tăng cường các cái biện pháp an toàn sinh học, mà đặc biệt đối với lại những cái bệnh mà chưa có vaccine, ví dụ như dịch tả lợn châu Phi. Trên cơ sở đó ta phải chủ động về mặt sản xuất cung cầu và sản xuất theo cái chuỗi ngành hàng thì mới có thể giảm giá đầu vào, ví dụ như là một cái chuỗi từ sản xuất con giống rồi thức ăn rồi đến khâu sản xuất lưu thông và cuối cùng vận chuyển. Cũng theo ông Trọng, các địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc lưu thông hàng hóa gồm thiết bị, vật tư, thức ăn, con giống phục vụ sản xuất, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho việc lưu thông sản phẩm chăn nuôi thì mới có thể đảm bảo duy trì sản xuất và tái đàn cho người chăn nuôi.